Tiền xin thân chào tất cả bà con. Lời nói đầu tiên, Tiền xin chúc cho tất cả bà con luôn có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và làm ăn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay, Tiền xin gửi lời cảm ơn đến tất cả bà con đã luôn thương yêu và đồng hành cùng gia đình nhỏ của Tiền ở khắp mọi nơi và ủng hộ kênh YouTube của Tiền trong suốt thời gian qua. Nhờ có sự thương yêu của bà con mà kênh YouTube Tiền Lê Cuộc Sống Châu Âu Hà Lan mới có được như ngày hôm nay. Đó là nhờ cái sự thương yêu của bà con đã trao cho gia đình nhỏ của Tiền. Tiền xin chân thành cảm ơn bà con mình thật nhiều. Gia đình nhỏ của Tiền sẽ cố gắng thật nhiều nữa, sẽ làm được những gì gửi đến cho bà con để cho bà con được vui cũng như bà con thích những clip của gia đình nhỏ của Tiền. Ngày hôm nay Tiền muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả bà con mình ở khắp mọi nơi trên thế giới luôn thương yêu, ủng hộ gia đình nhỏ của Tiền trong suốt thời gian qua. Nhờ có sự thương yêu của bà con mà kênh YouTube Tiền Lê Cuộc Sống Châu Âu Hà Lan mới có được như ngày hôm nay. Đó là nhờ sự thương yêu của tất cả bà con ở khắp mọi nơi dành cho gia đình nhỏ của Tiền. Qua cái sự cảm ơn này thì Tiền cũng muốn gửi đến tặng cho bà con mình một cái món ăn. Đây là món ăn tráng miệng thôi, đó là bánh cam lăn mè chiên. Thì Tiền chia sẻ cái công thức này đúng như ở ngoài tiệm bán và rất là ngon. Tại vì có nhiều bà con ở xung quanh Tiền á, họ cũng đặt những cái bánh cam này nè. Tại vì họ nói là họ ăn họ thấy Tiền làm ngon, rất là giòn. Thành ra là Tiền giữ cái công thức này và ngày hôm nay Tiền xin gửi tặng đến bà con mình cái công thức mà làm bánh cam lăn mè chiên này. Một lần nữa, gia đình nhỏ của Tiền xin chân thành cảm ơn bà con mình thật là nhiều đã dành sự thương yêu cho gia đình nhỏ của Tiền. Bây giờ Tiền xin mời bà con cùng vào bếp cùng làm cái món bánh cam chiên với Tiền nhé. Tiền xin mời bà con. Đây là những vật liệu mà mình làm bánh cam chiên. Thì ở đây Tiền làm hôm nay Tiền làm á là Tiền có đây là 200g đậu xanh bóc vỏ, Tiền đã ngâm nước sẵn rồi. Tiền có ở đây là một cái gói bột dừa. Bột dừa cua hiệu Cara. Bột dừa này Tiền rất là thích, rất là ngon. Cái bột dừa này khi mà nấu đậu xanh xong, Tiền sẽ cho bột dừa vào trong đậu xanh và Tiền sẽ xay lên cho nó nhuyễn. Thì đậu xanh đã có vị béo rồi, nhưng mà khi mình cho vào cái bột dừa này nữa thì cái nhân bánh cam nó sẽ ngon hơn, nó sẽ béo hơn và thơm hơn. Thì ở đây Tiền cũng có làm 200g đậu xanh. Thì Tiền có là 4, Tiền có là 2 gói bột nếp. Thường thì Tiền xài cái bột nếp hiệu này nè. Tại vì cái bột nếp hiệu này Tiền rất là thích, làm bánh rất là ngon. Thì mỗi một túi như vậy á, là có 400g bột nếp. Thì Tiền làm 2 gói là 800g. Và Tiền có đây là bột gạo, Tiền cũng xài bột gạo hiệu này luôn. Nhưng mà bột gạo đó thì mỗi 400g á, Tiền xài 3 muỗng canh bột gạo thôi. Thành ra là hai cái túi bánh cam này, hai cái túi bột nếp này thì Tiền xài là 6 muỗng canh bột gạo. Và Tiền có đây là 350g đường. Tiền có 2 muỗng canh dầu ăn, Tiền có một tí xíu muối và Tiền sẽ xài 3 muỗng cà phê nhỏ bột Bắc Kinh Powder. Đây là bột nổi, Tiền sẽ dùng khoảng 3 muỗng cà phê nhỏ. Và Tiền tạm thời có đây là 500ml nước ở đây. Thì bây giờ Tiền sẽ mang đậu xanh qua bên nồi Tiền nấu. Và Tiền đã có một cái nồi sẵn ở trên bếp rồi nè, Tiền sẽ cho 200g đậu xanh vào. 200g đậu xanh thì khi mà Tiền ngâm nước á, thì nở ra như vậy nè. Thì Tiền đã cho 200g đậu xanh vào trong nồi và Tiền đổ nước hơi ngập thôi, hơi ngập đậu xanh xíu thôi. Và Tiền sẽ cho vào đây một tí xíu siêu muối. Tiền sẽ cho tí xíu siêu muối vào trong này để khi mình nấu đậu xanh thì cái vị muối á, nó đậm đà. Tiền sẽ mở lửa lên. Trong thời gian mà Tiền nấu đậu xanh á, thì Tiền sẽ đi nhồi bột. Thì Tiền cứ để cái đậu xanh ở đây, từ từ đậu xanh sôi lên. Và khi sôi, đậu xanh sôi lên á, mình vặn lửa nhỏ lại tí xíu. Thời gian mà Tiền nấu đậu xanh á, thì Tiền sẽ nhồi bột. Tiền cho vào trong đây là 2 túi bột nếp này, mỗi một túi là 400g, 2 túi là Tiền xài là 800g bột nếp.
mỗi một túi bột nếp là Tiền làm được khoảng 20 cái bánh cam. Nhưng mà tùy bà con mình thích làm bánh cam lớn hay nhỏ nữa. Nếu mà Tiền làm vừa vừa đó, cũng hơi to to xíu đó, thì Tiền làm được một túi như vậy là 20 cái. Thì hai túi là Tiền làm được 40 cái bánh cam. Có cái bột, Tiền có cái muỗng này nè. Cái muỗng này là muỗng ăn canh nè. Thì Tiền cho là 6 muỗng canh bột gạo vào. Tiền cho hơi dung dung lên như vậy nè. 1 2 3 4 5 6 thì cho 6 muỗng canh bột gạo vào đây. Và Tiền cũng cho 350g đường vào luôn. Vào đây. Và Tiền trộn, lấy cái muỗng mình trộn từ từ lên. Khi Tiền cho 350g đường vào rồi, nếu mà bà con mình thích ăn ngọt hơn đó, thì có thể mình cho 400g cũng được. Nhưng mà ăn ngọt quá thì lại mau ngán, thành ra là Tiền chỉ cho 350g đường vào đây thôi. Và Tiền cho vào đây một tí xíu siêu muối. Khi Tiền cho muối vào đó, Tiền cũng trộn cho muối hòa với cái bột này. Tại vì tí xíu nữa khi mà mình bỏ bột nổi vào đó, thì có muối đó, thì bột nổi sẽ bị chết. Thành ra là mình hòa cái muối cho nó hòa quyện với bột trước đi, rồi sau đó Tiền sẽ cho bột nổi vào. Thì thường á, thường Tiền xài cái bột nổi này nè, cái bột nổi này ở trong siêu thị bán rất là nhiều. Thì Tiền cho vào đây á, là 3 muỗng cà phê bột nổi. 3 muỗng cà phê, 1 2 3, Tiền cho 3 muỗng. Tại vì bà con mình cũng đừng cho bột nổi nhiều quá. Khi mình cho bột nổi nhiều đó, lúc mà mình chiên á, cũng hơi nguy hiểm lắm. Tại vì có rất là nhiều bà con làm bánh cam được, nhưng mà họ sợ, rất là sợ lúc chiên. Tại vì lúc mà chiên á, bột nổi nhiều á, là cái bánh cam nó sẽ bị rất là dễ bị nổ, mà rất là nguy hiểm cho mình luôn. Và Tiền cho vào đây là 2 muỗng canh dầu ăn. Tiền cho vào bột luôn 2 muỗng canh dầu ăn. Và Tiền lấy cái tay Tiền trộn từ từ lên, cho dầu ăn hòa vào trong cái bột này tí xíu. Thì tạm thời ở đây trước mặt Tiền á, là Tiền để sẵn là khoảng 1 lít nước. Tiền nhồi bao nhiêu ml nước vô đây thì Tiền sẽ kể cho bà con nghe. Tại vì mình cũng khó đoán về nước lắm. Tại có lúc mà bột mới hoặc là bột cũ, nếu mà bột cũ á, thì cái nước nó thấm nó rút nhiều hơn. Còn bột mới thì nó ít thấm bột. Nhưng cái nước này á, thì hơi ấm, không nóng quá, không nguội quá. Khoảng 35 độ hoặc là 40 độ. Tiền sẽ cho từ từ vào. Trước tiên mình cho từ từ thôi, mình đừng cho một cái ào nhiều quá. Khi mà mình cho một cái ào nhiều quá thì lỡ mà bột nó bị nhão á. Lỡ mà bột bị nhão thì mình cũng khó mà mình chỉnh lắm. Thành ra là Tiền cho trước từ từ thôi. Có rất là nhiều bà con mình làm bánh cam, nhưng mà mỗi người làm một cái công thức khác nhau. Cái này là cái công thức của Tiền á, công thức riêng của Tiền. Thành ra là Tiền chia sẻ cho bà con mình xem. Bây giờ Tiền cho thêm miếng nước nữa. Nước không nguội lắm mà không nóng lắm, phải vừa vừa ấm ấm. Tiền nghĩ khoảng 40 độ được á. Thì Tiền xài là 800g bột nếp, 6 muỗng canh bột gạo, và Tiền xài là 700ml nước ấm ấm. Tiền xin nhắc lại cho bà con mình một lần nữa. Tiền nghĩ là mình nhồi khoảng 7 phút thôi là được rồi. Khi mà cục bột quyện lên như vậy nè, đó, khi bột quyện lên như vậy thì Tiền nhồi thêm khoảng 2 phút nữa thôi. Và bây giờ Tiền đã có, và bây giờ Tiền đã có một cái khối bột như vậy rồi. Và Tiền sẽ để bột nghỉ. Tiền sẽ để bột ở đây nghỉ. Và Tiền lấy một cái bột ni lông á, Tiền chùm lại. Lấy một cái bột này Tiền chùm lại. Để cho bột nghỉ và cho bột nở. Nếu mà mình không chùm lại thì cái bột nó sẽ bị khô á. Thành ra là Tiền sẽ chùm lại. Chùm lại mình để khoảng nửa tiếng sau mình làm cũng được nữa. Thì để bột nghỉ. Tiền chùm lại. Thì sau 10 phút nấu đậu xanh đó, thì Tiền thấy đậu xanh đã chín rồi. Thấy là rất là khô luôn nè.
nhưng mà tiền sẽ đem qua tiền xay, tiền sẽ xay cho nhuyễn ra. À, nếu mà bà con mình nghiền cũng được, mà mình có cái máy xay mình xay thì nó tiện hơn. À, mình nghiền á, thì nó cũng chưa nhuyễn lắm đâu. Bây giờ tiền mang qua bên cái ghế bàn. Để đậu xanh tiền đã nấu xong rồi, nấu khoảng 10 phút là chín hết rồi bà con. À, khi mà mình nấu đậu xanh á, mà thấy đậu xanh sôi rồi đó, mình vặn nhỏ lửa lại. Nếu mà mình nấu trên bếp ga đó, mình vặn nhỏ lửa lại, sau đó rồi mình đậy nắp mở lửa thật là nhỏ thôi, rồi từ từ đậu xanh rút hết nước vào. Bây giờ tiền lấy cái muỗng tiền nghiền cũng được nữa nè, nhưng mà tiền sẽ lấy cái máy tiền xay. Thì đậu xanh chín rút nước cũng rất là khô luôn. Nhưng mà giờ tiền sẽ cho vào đây là 100g đường vào trong cái nhân đậu xanh này. Và tiền cho một cái túi bột dừa này. Cái bột dừa là bột dừa béo nè, hiệu Kara. Cái bột dừa này họ nhập từ Thái Lan. Thì tiền sẽ cho một cái túi bột dừa này. Túi bột dừa này có trọng lượng là 50g. Có trọng lượng là 50g. Cái bột dừa này rất là nhuyễn luôn, mình tưởng tượng nó giống như mình tưởng tượng nhuyễn giống như là sữa bột của em bé vậy đó. Thì sẽ cho hết cái túi bột dừa này vào cái bột dừa, và tất cả tiền đã cho vào đây, đường, bột dừa cho vào trong nhân đậu xanh này. Thì trước tiên tiền sẽ tán cho cái dừa nguyện vào trong cái đậu xanh này. Thì khi mà tiền cho đường với dừa vào á, thì mình thấy hơi loãng nha, cái này nó hơi loãng. Nhưng mà sau khi tiền xay xong á, tiền còn sên lại nữa. Nếu mà mình làm cái công đoạn nó kỹ như vậy á, thì ăn cái bánh cam rất là ngon, rất là chất lượng luôn. Bây giờ tiền sẽ lấy cái máy xay, tiền xay, tiền có cái máy xay này nè. Cái máy xay này tiền mua từ thời xưa mà mới sanh cháu Linh ra đó. Tiền mua cái máy xay này để xay đồ ăn cho em bé nè. Tiền sẽ xay lên. Khi mà mình dùng cái máy xay á, thì cái đậu xanh nó nhuyễn, rất là nhuyễn luôn. Đó, mình cứ xay vào nè. Bây giờ đậu xanh thì đã thấy nhuyễn rồi, tiền nêm ra thử rồi. Độ ngọt rất là vừa luôn. Xay đậu xanh xong thì tiền sẽ mang qua bếp tiền sơn. Bây giờ tiền đã cho cái chảo lên trên cái bếp rồi, tiền cũng đã mở bếp rồi. Thì đậu xanh á, đậu xanh tiền cũng xay rồi nè, tiền xay rất là mịn luôn. Đó, bà con mình thấy nè, mịn thật là mịn, nhưng mà tiền muốn ngon hơn nữa là tiền để lên trên bếp á, tiền sơn lại nữa. Bây giờ tiền sẽ cho một tí xíu dầu ăn vào trong chảo. Tiền sẽ cho tí dầu ăn vào đây. Khi tiền thấy bếp hơi nóng á, tiền sẽ cho đậu xanh vào. Khi tiền thấy hơi nóng là tiền cho đậu xanh vào đây. Thì cho đậu xanh vào. Chỉ có 200g đậu xanh thôi mà tiền thấy rất là nhiều luôn. Thường tiền thấy là 800g bột nếp á, thì có thể là mình làm được 40 cái. Thì bà con mình nhắm chừng á, cái đậu xanh đó mình vo làm sao mà được 40 cái nhân á, thì nó vừa đủ luôn á. Thì bây giờ tiền đã cho vào trong này nè, tiền lấy hai cái đũa bếp này, tiền sẽ xên lên. Mình thấy xem liên tục á, thì cái nhân này sẽ không bị cháy. Tại vì trong cái nhân này có đường nè, có dừa nè, thành ra rất là dễ bị cháy luôn. Và mình đừng có mở lửa lớn quá, tại vì khi mình mở lửa lớn quá thì cũng rất là dễ mau cháy nữa. Đừng nhỏ quá, đừng lớn quá, nó vừa vừa vậy đó. Rồi mình sơn cái đậu xanh này thì nghĩ cũng mất khoảng 10 phút đến 15 phút á. Mình lấy cái hai cái đũa bếp này nè, mình cứ trộn vậy đó. Đến khi nào mà mình thấy cái những đậu xanh mà nó quyện lại, nó không có còn đậu dính ở trong cái giá của mình nữa thì là được đó. Thì hôm rồi á, tiền cũng đi quay bóng đá cho bà con xem á. Tiền thấy bà con xem rồi nhìn những hình ảnh của đồng hậu ở trên sân á, thì tiền cảm thấy tiền hạnh phúc lắm. Tiền hạnh phúc là tiền làm được một cái niềm vui cho bà con mình, một cái sự mong đợi mà bà con mình ở quê nhà mong đợi để nhìn thấy được cái hình ảnh của cầu thủ Việt Nam của mình đi ra nước ngoài để mà thi đấu á, tham gia trong câu lạc bộ á. Thành ra là tiền làm được cho bà con vui á, tiền cảm thấy tiền vui lắm, tiền vui mà tiền hạnh phúc lắm. Trong những ngày sắp tới đây thì tiền và ông xã sẽ cố gắng ghi nhiều hình ảnh hơn nữa, đưa về cho bà con mình xem. Tiền cũng rất vui và rất hạnh phúc là ông xã của tiền á, anh không có ngại đường xá xa xôi, anh rất là thích lái xe để mà đưa vợ con đi đến đây đến đó. Cái điều đó là điều tiền cũng may mắn.
nướng mình sơn như vậy là khoảng 10 phút 15 phút thì cái nhân đậu xanh này nó mới ngon được. Khi mà mình sơn mà cái chảo mà cảm thấy nóng nhiều rồi đó thì chúng ta nhặn vặn lửa nhỏ hơn nữa, thật là nhỏ luôn, chỉ lấy cái hơi nóng thôi. Cháu Linh với ông xã của Tiền cũng rất là thích ăn bánh cam, thành ra là thỉnh thoảng Tiền hay làm bánh cam cho anh với cháu Linh ăn. Thì trong những ngày sắp tới Tiền sẽ đưa những hình ảnh về cầu thủ Đoàn Văn Hậu ở Hà Lan cho bà con mình xem. Tiền làm được gì Tiền sẽ làm để mà truyền tải những cái thông tin cũng như những hình ảnh ở bên Hà Lan này về cho tất cả bà con ở quê hương mình xem, cũng như bà con ở khắp mọi nơi cùng xem. Khi bà con vui là Tiền cảm thấy vui. Và Tiền cũng xin chân thành một lần nữa, Tiền xin chân thành cảm ơn bà con đã luôn thương yêu, luôn đồng hành với gia đình nhỏ của Tiền. Tiền xin chân thành cảm ơn bà con thật nhiều. Nhờ có sự thương yêu của bà con mà có kênh YouTube Tiền Lê Cuộc Sống Châu Âu ngày hôm nay. Tiền sẽ cố gắng làm cho bà con mình vui hơn nữa. Bây giờ đậu xanh Tiền thấy cũng đã sắp sửa rồi nè. Nãy giờ Tiền sơn thì cũng gần 10 phút rồi. Nhưng mà theo Tiền đoán thì mình sơn khoảng 15 phút đi thì cái nhân nó sẽ ngon hơn. Thỉnh thoảng mình lấy cái đũa nè, mình cào cào ở dưới cái đít chảo lên. Tới bây giờ Tiền sẽ đã có một cái hỗn hợp như vậy nè. Sau 15 phút Tiền sơn cái đậu xanh thì giờ đậu xanh có một cái khi mà chúng ta sơn mà chúng ta thấy cái đậu xanh mà nó quyện ra một cục như vậy nè là đậu xanh đã xong rồi. Nếu mà mình sơn nữa thì cái nhân nó sẽ bị khô, như vậy là vừa lắm nè. Thì bây giờ Tiền sẽ bỏ ra ngoài cái tô, rồi sau đó Tiền sẽ đợi nguội tí xíu và Tiền sẽ vo cái nhân. Tiền có cái tô đây, Tiền sẽ cho ra ngoài cái tô này, hơi chiếu tay luôn. Dạ đó, bà con thấy bây giờ cái nhân á ngon ơi là ngon luôn. Tiền sẽ vét xuống. Ở đây họ có bán cái cây bên này nè, mình vét cái đồ ăn á rất là tiện luôn, rất là sạch. Tiền đợi khoảng 10 phút sau cho hơi nguội á, Tiền sẽ vo nhân. Tiền hẹn lại bà con mình tí xíu nữa. Bây giờ đó bà con mình thấy nè, cái nhân á, mình khi mình để vô cái tô á, nó không còn dính trong cái tô nữa nè. À, lúc đầu mình để vô chảo nó còn dính á, thì như vậy là cái nhân là đạt chuẩn ngon lắm rồi đó. Bây giờ nhân á, bây giờ nhân Tiền đã sơn và đã nguội rồi, thì bây giờ Tiền sẽ vo nhân, Tiền để đây. Khi mà mình sơn nhân xong á, thì mình bắt nhân rất là dễ luôn. Mình vo cả viên nhân như vậy là vừa ăn rồi. Viên nhân á, Tiền làm khoảng một ngón chân cái đây, bằng ngón chân cái là vừa ăn. Tiền ngửi thơm lắm, thơm mùi dừa, mùi bột dừa rất là thơm. Nãy giờ Tiền vo nhân đã xong rồi thì 200g đậu xanh ngâm và luộc lên cũng như xay và Tiền sơn lên. Thì trong 200g đậu xanh này Tiền có để vào là 50g bột dừa hiệu Kara và 100g đường cũng như nửa muỗng cà phê muối. Thì Tiền vo được là 60 viên nhân của bánh cam. Thì bà con mình thấy nè, khi mà mình thì bà con mình á biết không, khi mà mình sơn nhân lên á, mình vo đó thì cái nhân nó rất là mịn, mịn lắm và đẹp lắm. Thì bây giờ Tiền bắt tay vào, Tiền sẽ làm bánh cam. Tiền xin mời bà con cùng làm bánh cam với Tiền nhé. Tiền và cháu Linh xin chào bà con. Xin chào bà con. Dạ con xin chào bà con. Con xin chúc bà con luôn luôn nhiều sức khỏe và hạnh phúc và bình an. Hôm nay là mẹ và con sẽ làm món bánh cam cho bà con xem và mong cho bà con
làm theo được với lại mẹ và con và thành công tốt đẹp như bà con. Dạ. Thì hồi nãy giờ Tiền đã vo nhưng xong rồi, nhưng bánh cam xong rồi và bột Tiền cũng đã nhồi và Tiền để cho bột nở xong. Bây giờ Tiền và cháu Liên sẽ bắt tay làm. Nếu mà làm bánh cam này đó khoảng từ 2 đến 3 người thì làm nhanh hơn. Thành ra là cái công đoạn mà cháu Liên vo mè đó thì cháu Liên phụ mẹ, cháu Liên phụ Tiền. Còn bây giờ là Tiền sẽ bút bánh cam và Tiền để vào trong mè này. Thì bây giờ cháu Liên sẽ mở mè bỏ vào đây. Thì bánh cam lăn mè thì mình phải có mè thì còn nhiều. Và sau khi Tiền để bột nở đó thì Tiền cũng ngồi lại tí xíu nữa cho nó bột dẻo hơn. Cái này dính vô cái bao. Cái món này thì cháu Liên và ông xã của Tiền rất là thích ăn. Nãy Tiền nhồi á, bột nở á thì cái bột nó hơi bị khô tí xíu. Thì bây giờ Tiền cho khoảng nửa muỗng canh nước ấm ấm vào đây để cho nó hơi mềm ra tí xíu, mình để mình dễ vo hơn. Thì cho một tí xíu siêu thôi, nửa cái muỗng nhỏ này thôi. Tại vì mình cho nhiều quá là sẽ bị nhão thì mình rất khó làm. Lúc mà nhồi bột hồi nãy là Tiền cho 700ml nước ấm. Trước khi làm mình nhồi bột lại tí xíu nữa. Thì theo Tiền thấy mình đổ thêm một muỗng nữa, một muỗng canh nữa, nước ấm vào. Bây giờ bột Tiền đã nhồi xong rồi, bây giờ Tiền sẽ bắt bánh. Sau đó Tiền cho cái viên nhân vào. Tùy theo bà con là mình thích ăn cái vỏ dày hay là vỏ mỏng. Nhưng mà Tiền thì Tiền thường làm cái vỏ như vậy là Tiền thấy là rất là vừa. Sau đó mình vo cho tròn lại. Cái này giống như là mình vo chè chua nước vậy đó. Mình vo cho đều ra. Thì khi mình vo như vậy nè, thì cái mối mà mình nãy nối lại hai cái đầu á, nó sẽ chan hòa ra, nó không có dồn lên một cục. Đó, bây giờ bà con thấy cái viên chè rất là, cái viên bánh cam rất là tròn luôn nè. Sau đó Tiền lăn vào trong mè. Đó, mình lăn vào đây. Mình cứ để đây. Nếu mà có một người nữa phụ mình á, thì mình cái người đó sẽ phụ mình vò cái viên chè này cho cái mè nó bám sát vào trong cái viên bánh cam. Thì cái công việc này là cháu Liên sẽ giúp cho Tiền. Tiền tiếp tục làm viên thứ hai thì Tiền bóc cục bột cỡ bao nhiêu đây nè. Bự hơn ngón chân cái. Sau đó mình sẽ băng nó ra. Mình lấy cái tay nè, mình nặng nặng cho cái bột nó đều ra. Sau đó mình bỏ cái viên nhân vào. Mình túm lại. Y như là mình làm chè cho nước vậy đó. Nhưng mà cái đầu này mình thấy nó hơi dày phải không? Mình túm ra, mình bỏ bớt đi, bớt bột đi. Rồi cứ thế mà mình tiếp tục mình làm thôi. Cái viên rất là tròn luôn. Rồi mình lăn tiếp vô đây. Dạ. Bây giờ hai viên rồi. Khoảng hơn nửa tiếng thì Tiền và cháu Liên cũng hơn nửa tiếng, gần một tiếng. Tiền với cháu Liên vò bánh cam á, Tiền vò xong rồi cháu Liên lăn mè. Thì là hai mẹ con đã làm xong cái thau bột rồi. Thì được bao nhiêu bánh cam đây nè. Bà con mình nhìn bánh cam ngon lắm. Bây giờ là Tiền, tí nữa Tiền sẽ đem qua bếp Tiền chiên. Đổ đó. Đố Liên tại sao ta kêu bằng bánh cam? Không biết. Tại vì là nó tròn giống trái cam á, thành ra là kêu là bánh cam. Nhưng mà có lúc cái Liên nó dò dẹp lép mà nó giống như là cái gì ta, giống như bánh tiêu. Vâng. Bà con thấy cháu Liên bò rất là đẹp luôn nè, tròn ơi là tròn luôn. Bây giờ Tiền sẽ mang qua bếp Tiền chiên. Tiền mời bà con cùng qua bếp chiên bánh cam với Tiền nhé. Tiền làm á, để Tiền đếm được bao nhiêu viên. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53 cái.
Tổng cộng ở đây Tiền làm 53 cái, mà ở đây Tiền vẫn còn dư được 5 cái nhân. Tại vì 800g bột á, thì Tiền làm được 53 cái bánh cam. Bà con mình nhìn rất là tròn luôn nè, 53 cái. Cỡ này là vừa rồi, tại vì cỡ này á, khi mình chiên lên thì cái bánh cam nở ra nữa. Bây giờ Tiền xin mời bà con qua bên bếp chiên với Tiền nhé. Bây giờ bánh cam á, Tiền đã vò xong rồi. Cái bánh rất là tròn luôn, bà con mình thấy nè, tròn thật là tròn. Thì trên này Tiền có là 53 cái bánh cam. Bây giờ Tiền sẽ chiên, Tiền sẽ cho dầu vào trong chảo và Tiền sẽ chiên. Khi Tiền chiên á, Tiền chiên bằng dầu này nè, dầu sonablum oli. Sonablum oli tức như là hoa hướng dương á, họ làm từ cái hoa hướng dương. Thì Tiền sẽ xài 1,5 lít. Tiền xài 1,5 lít. Và Tiền lấy cái chảo này nè, Tiền chiên. Tiền sẽ cho 1,5 lít dầu vào. Tiền cho 1,5 lít vào ăn vào đây. Trước tiên mình cho lửa lớn lên. Khi mà dầu nóng rồi đó thì mình bật lửa nhỏ lại. Mình thấy cảm thấy hơi nóng mà mình lấy chiếc đũa mình để vào mà cái chiếc đũa mà lên tim á, thì mình sẽ bật lửa cho nhỏ lại. Đừng nhỏ quá mà cũng đừng lớn quá, để cho khi mình để bánh cam vào á, nó không có bị cháy bánh cam lẹ. Để Tiền thử cái dầu được chưa. Hiện tại thì Tiền thấy dầu vẫn chưa có nóng. Và bây giờ Tiền thấy dầu đã lên tim rồi. Khi mà mình cầm chiếc đũa nè, mình cầm cái đũa mình để vào, mình thấy cái tim nhỏ nhỏ nổi lên đó, thì mình để bánh cam vô được rồi đó. Khi mà mình để bánh cam vào đó, mình sẽ vặn lửa nhỏ lại xíu. Mình vặn lửa nhỏ lại xíu để mà khi mình bỏ bánh cam vào không có bị cái đít ở dưới nó bị cháy sớm. Nó Tiền hơi vo bánh cam cho tròn lại tí xíu và Tiền cho vào. Cái quan trọng ở đây là khi dầu á, mình phải để ngập cái bánh cam. Và bánh cam này thì cháu Linh vò kỹ rồi, cái nhà mè nó đã bám vào rồi. Cái mè nó đã bám vào cái bánh cam rồi. Đó thì bỏ vào mà cái dầu nó không nóng lắm nè. Là cái đó là nó tốt đó. Thường mà cái chảo này Tiền chiên á, là khoảng từ 20 cái chảo xuống. Sáu, tám, mười, mười hai, mười bốn, mười sáu, mười bảy cái rồi. Tiền bỏ 17 cái. 18 cái. Thì Tiền nghĩ chắc là Tiền chiên trước 18 cái. Bây giờ Tiền đã cho 18 cái bánh cam vào trong đây rồi. Thì cũng được 1 phút rồi đó, Tiền sẽ lấy đũa, Tiền chở sơ sơ. Tiền sẽ để bánh sơ sơ ra. Chứ nếu mà mình vặn lửa lớn quá thì Tiền sợ là cái bánh cam này ở dưới của mình đó là nó sẽ bị vàng, nó vàng sớm. Thì khi mình bỏ bánh cam vào đó thì mình vặn lửa hơi lớn hơn xíu, xíu xíu thôi. Đó, Tiền vặn cho lớn hơn xíu này. Đó. Hiện tại trong chảo này của Tiền là Tiền có 18 cái bánh cam trong đây. Tí nữa chiên xong rồi ăn như thế nào Tiền sẽ bổ ra cho bà con mình xem ở bên trong cái bánh cam. Mà bánh cam này Tiền làm á, lúc nào Tiền cũng lắc nó nghe, lúc lắc. Thì thường bà con mình nói là bánh cam mà mình làm á, mà mình cầm mà mình lắc nó kêu á, thì cái đó mới là thành công. Nhưng mà Tiền để ý thì 10 lần Tiền làm lúc nào Tiền lắc nó cũng kêu hết á. Mình chiên bánh cam này cũng khoảng từ 15 phút. Tiền đã thấy dầu lên tim rồi nè. Tại khi mình để vào tí xíu thì mình sẽ mở lửa lớn hơn xíu. Đừng lửa lớn quá. Nếu mà mình mở lớn quá đó thì cái bánh cam này nó chín bên ngoài nhưng mà bên trong vẫn chưa chín. Mà bánh cam này Tiền chiên á, để vài tiếng sau vẫn giòn. Bây giờ Tiền thấy là đó, bánh cam bắt đầu từ từ nổi lên rồi đó. Mình cứ lấy đũa nè, mình cứ lăn lăn đều đều cái bánh cam vậy đó. Mình khi mà mình lăn á, mình nương nương cái đũa xíu.
Khi mà chừng nào mà mình thấy bánh cam hơi nổi lên và dầu có vẻ nóng nhiều đó thì mình giảm lửa lại. Tại vì chiên bánh cam này thấy vậy chứ không phải là dễ đâu bà con. Mình phải biết canh lửa, rồi mình phải biết chở cái bánh cam nữa. Mình phải để ý lửa và mình để ý đến cái mình lăn cái bánh cam tròn tròn như vậy nè. Thành ra là thấy dễ nhưng mà nó không phải dễ. Sau hơn 5 phút tiền chiên bánh cam á, thì bây giờ bà con mình thấy là bánh cam nổi lên hết rồi nè. Thì mình cứ để lửa riu riu vậy đó, thì bánh cam từ từ sẽ vàng hơn. Và cái độ vàng đó mình ăn rất là giòn. Và khi mình để lâu á, vài tiếng đồng hồ sau, cũng qua ngày hôm sau luôn, bánh cam vẫn còn giòn. Đó bà con mình thấy đẹp lắm. Không mùi dầu chiên nữa. Bây giờ là lúc này là mình phải chịu khó mình đứng mình canh nè, mình phải chở cái bánh cam cho đều lên. Và có một điều là mình tại sao mình bỏ nhiều bánh cam vào trong chảo mình chiên, thì mình để bánh cam nhiều trong chảo chiên á, thì bánh cam nó sẽ đều hơn, mình dễ chở hơn, mình bánh cam sẽ đều hơn. Bánh cam này tiếng Hà Lan họ kêu là sesam bollekje. Sesam là mè, bollekje là tròn, nó tròn như vậy nè. Thành ra là họ kêu là sesam bollekje. Chia là nhỏ, bollekje là một cái tròn nhỏ, và sesam là mè, một cái bánh mè tròn nhỏ. Giờ tiền chiên là thầy thấy bánh cam hơi vàng rồi nè. Lúc này là lúc mà mình cần phải đứng ở đây để mà mình xem cái chỗ nào trắng á, thì mình sẽ cho xuống dưới dầu cho nó vàng đều hơn. Bây giờ bánh cam á thì thấy là có vài cái được rồi thì sẽ vớt ra trước, tại vì ở đây nó khi nó nở ra là nó cũng hơi chật, nhưng mà nó chật như này là nó tốt nè, tại vì khi nó như vậy á thì bánh cam nó đều hơn, mình chiên nó đều hơn. Đó, bà con mình thấy bánh cam này nó tròn như trái cam á. Mình chiên á vàng hơn á thì mình ăn nó sẽ giòn hơn. Đó, bà con mình thấy bánh cam sao ạ? Đẹp lắm. Sau 15 phút á, tiền chiên bánh cam, tại vì bánh cam này bà con chiên á, là phải chiên từ 15 phút trở xuống thì bánh cam nó mới ngon được. Thì bà con mình thấy nè, những cái chiếc bánh cam mà nó tròn như vậy nè, mà tiền lắc nè. Không biết bà con mình nghe không chứ nè. Nghe đi, nghe cái bánh cam nó kêu không? Đó, khi mà mình chiên bánh cam mà kêu như vậy là bánh cam đã ngon và thành công. Bây giờ tiền sẽ xắt thử cái bánh cam cho bà con mình xem nha. Tiền sẽ xắt thử cái bánh cam cho bà con. Đó, bà con mình nghe cái vỏ giòn dễ sợ chưa? Đây, nó bà con mình thấy nè. Cái nhân nằm ở trong này và bột nở rất là đẹp luôn. Để từng cho cái nhân vô đây. Ôi, cái nhân bị bể uổng.
Đó, bà con mình thấy nè, bánh cam cái nhân vẫn còn tròn ở trong đây. Thành ra là khi mình lắc á, cái bánh cam nó kêu lúc lắc lúc lắc. Bánh cam Tiền chiên đã xong rồi, rất là ngon luôn, rất là hấp dẫn luôn bà con. Tiền xin mời bà con cùng ăn bánh cam với gia đình nhỏ của Tiền nhé. Con xin mời bà con ăn bánh cam với lại gia đình của con. Ăn cơm rồi bây giờ ăn bánh cam, tráng miệng hả? Dạ, cái món này thường là mình tráng miệng. Thành ra là Tiền làm cũng vừa cái lúc mà vừa mới ăn cơm xong. Thì Tiền xin mời bà con cùng ăn bánh cam với Tiền. Xin mời bà con mình ăn bánh cam buổi tối. Dạ, dạ đi ăn cái nào? Cái này cái cắt chưa? Dạ, đi ăn cái đó được. Mẹ đem cái này lên pha phê với bà con. Bà thích ăn đó là bà ăn, bà bóp lại. Đó, bà con thấy cái bánh cam này tròn lưỡi à. Nếu mà mình muốn ăn giòn hơn nữa đó, có thể mình chiên vàng hơn nữa thì giòn lắm, rất là giòn luôn. Mà cái này mình ăn nếu mà mình không bóp lại thì mình rất là dễ bị phỏng miệng. Thành ra là mình ăn mình phải bóp lại. Đây. Giờ bóp này. Đó. Quá ngon luôn. Thì sẽ bóp cho bà con nghe. Mềm mềm một con đó, rất là giòn luôn. Thì xin mời bà con nghe, thì ăn mình phải bóp lại như vậy. Chứ nếu không á là sẽ bị phỏng miệng á, cái hơi trong này nè. Mẹ thường ăn cái này uống nước trà mà. Dạ. Thì bé Linh ăn bánh cam, bé Linh nói là ngon tại vì cái độ ngọt nó cũng vừa nữa. Tiền không có muốn làm cho ngọt lắm. Nếu như bà con mình ai thích ăn ngọt nhiều á thì mình bỏ nhiều đường lên xíu. Cái này thì Tiền chỉ bỏ 350g đường vào trong bột và 100g đường vào trong nhân. Nó giòn rồi không? Tiền chiên bánh cam này đó để đến sáng hôm sau vẫn còn giòn. Ăn á là Tiền phải bóp cái bánh cam cho nó dẹp lại như vậy nè. Chứ không thôi mình ăn á là cái hơi nó sẽ bị phỏng miệng. Cái độ dẻo của bột nếp vẫn còn, cái độ giòn của mè cũng như độ giòn của cái vỏ bánh rất là ngon luôn. Bây giờ ba vị nha bé Linh nè, cho biết kết quả. Ngon. Quá ngon luôn. Dạ. Muốn ăn thêm cái nữa nhưng mà tối. Tối quá. Dạ. Ông xã Tiền với cháu Linh nó rất là thích ăn bánh cam này. Giòn, mới ra mùa. Mà Tiền chiên á, cái vỏ á, khi Tiền chiên bánh cam á, cái vỏ rất là mỏng luôn. Dạ, cái vỏ mỏng lắm. Không có dày nhưng mà rất là giòn. Bảo đảm với bà con luôn, qua ngày hôm sau vẫn còn giòn và không bao giờ xẹp xuống. Này là không ngấm dầu. Dạ, không bị xẹp xuống. Không ngấm dầu nữa. Dạ, mà đặc biệt Tiền chiên cái bánh cam này nè, bà con mình thấy nè, không bị nông dầu. Đó, bà con mình thấy nè, dầu nó không có nông vô, dầu cho mình cầm tờ giấy nè. Đó, Tiền bỏ lên tờ giấy nè. Tiền bỏ lên tờ giấy, Tiền cầm. Nhưng mà vẫn dầu không thấm vào tờ giấy. Đó. Tại vì rất là khô luôn. Mà tròn cầm lúc lắc. Thì tiếng cái này phải bà con đây thì bà con nghe nè, cái tiếng lúc lắc ở trong này nè. Nó cái bánh cam. Quá đẹp. Không phải là Tiền làm mà Tiền khen nha, mà Tiền thấy công nhận đẹp thiệt. Chứ mẹ mèo khen mèo về đuôi à? Không phải mèo khen mèo về đuôi. Đi lấy microphone đó con thử coi. Dạ. Tiền quay cận cảnh này cho bà con mình xem nè. Không dám ăn nhiều. Nó Tiền cầm nãy giờ cái bánh cam mà dầu không dính vào trong giấy nè. Đặc biệt là Tiền làm bánh cam này dầu không bị nông dầu. Nên này đúng là cái mè này mình phải ăn luôn nè. Người ngoài làm là lấy tay cái ấm nè. Tiền tiếp tục ăn, Tiền xin mời bà con nhé. Mè nó Bà con mình nghe cái tiếng giòn không? Quá giòn luôn. Thơm mùi mè, thơm mùi bột, thơm mùi dừa trong nhân. Bao xong rồi. Bé Linh ăn ngon hả bé Linh hả? Quá trời ngon luôn. Ngon ơi là ngon luôn. Này con lấy cái microphone con thử luôn. Lên uống xuống cái trà không? Bao xuống không? Lên đây chờ tí nữa. Uống nước trắng. Ăn cái bánh cam này mà mình uống cái nước trà ngon lắm bà con ơi. Thì Tiền cũng xin chân thành cảm ơn bà con thật nhiều ngày hôm nay để dành thời gian ra mà làm bánh cam với Tiền. Tiền chia sẻ cái công thức này là cái công thức mà riêng của Tiền. Tiền hy vọng là bà con sẽ thành công lúc lần đầu tiên làm bánh cam. Tiền rất là hy vọng luôn, rất là hy vọng bà con làm thành công cái món bánh cam này, ăn ngon lắm. Thì Tiền xin chân thành cảm ơn bà con thật nhiều, luôn dành thời gian quý báu ra xem cũng như ủng hộ kênh YouTube của gia đình nhỏ của Tiền trong suốt thời gian qua. Nhờ có bà con, nhờ có khán giả mà có kênh YouTube Tiền Lê Cuộc Sống Châu Âu Hà Lan ngày hôm nay.
gia đình nhỏ của Tiền sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ làm thật nhiều video hơn nữa cho bà con mình xem. Và bà con nhớ ủng hộ gia đình nhỏ của Tiền bằng cách là bấm đăng ký kênh, subscribe, cũng như like và share cho tất cả mọi người cùng xem. Mỗi một cái đăng ký kênh của bà con là một cái động lực lớn cho gia đình nhỏ của Tiền làm thật là nhiều video hơn nữa. Tiền xin chân thành cảm ơn bà con thật nhiều. Và Tiền chúc cho bà con mình luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và làm ăn phát tài. Tiền đây Tiền cũng cùng với gia đình nhỏ là Tuyền Lê với Bé Liên cũng chân thành cảm ơn tất cả những bà con mình đã xong suốt thời gian qua đã theo dõi và kênh của Tuyền Lê. Đây thì cũng xin cảm ơn bà con mình và luôn chúc bà con mình luôn có nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Xin cảm ơn bà con mình và xin chào và hẹn gặp lại những video kế tiếp nhé. Bé Liên Mai nói với bà con coi. Dạ, con xin chúc bà con nhiều luôn luôn nhiều sức khỏe, chúc bà con ngủ ngon và hạnh phúc bình an. Và con xin hẹn gặp lại bà con trong phim tiếp tục của mẹ. Cảm ơn bà con ủng hộ gia đình của con. Dạ. Xin chào bà con mình. Xin chào mình. Xin chào bà con. Chào bà con, hẹn lại bà con tập phim tiếp theo nhé. Bye bye.